Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Ngọc Phát. Đây là chương trình bóng đá nghệ thuật của Bóng Đá TV và Thể Thao TV. Trong chương trình ngày này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kết hợp các động tác lại với nhau. Động tác kết hợp đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó là giữ bóng thăng bằng ở đầu gối, sau đó sẽ chuyển sang giữ bóng ở gáy. Bước 1 đó là các bạn phải giữ bóng thăng bằng tốt ở đầu gối trước đã. Bước 2 đó là chân của bạn đá ra phía trước và thu về thật nhanh. Các bạn hãy tập đá thật nhanh để bóng nảy lên và sau bắt lại bằng tay đã. Bước 3 đó là sau khi bóng nảy lên cao thì các bạn sẽ đỡ bóng bằng gáy. Chú ý đó là phần đùi của các bạn phải giữ cố định, chỉ có phần cẳng chân là phần di chuyển. Động tác kết hợp tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đó là kết hợp giữa tâm bóng đồng và đỡ bóng bằng gáy. Bước 1 để có thể làm được động tác này thì các bạn trước tiên phải tâm bóng vào ống đồng tốt đã. Bước 2, sau khi các bạn đã tâm bóng vào ống đồng tốt rồi thì các bạn có thể tập với cảm giác chuyển bóng từ tâm bóng đồng lên đỡ bóng bằng gáy. Thì các bạn hãy cầm bóng tung lên, sau đó dùng chân thuận đá bóng lên, sau đó đỡ bóng lại bằng gáy. Các bạn chú ý đó là không nên đá bóng lên quá cao. Và một điều quan trọng nữa đó là mắt của các bạn luôn luôn phải nhìn theo bóng. Và khi đỡ bóng thì trọng tâm của các bạn hạ thấp xuống, hạ thấp dần theo bóng. Bước 3 đó là các bạn hãy chuyển từ tâm bóng vào ống đồng lên đỡ bóng ở trên gáy.
Điều quan trọng của bước này đó là các bạn phải kiểm soát bóng tốt đã thì các bạn hãy đá bóng lên cao, chứ không nên quá vội vàng. Khi mà tâng bóng ống đồng mà chưa kiểm soát tốt mà các bạn đá bóng lên cao thì cái độ chính xác sẽ giảm đi rất nhiều. Tập đoán tiếp theo tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó là kết hợp lại của ba động tác khác, đó là giữ bóng một đầu gối, sau đó chuyển lên giữ bóng một gáy và sau đó cuối cùng đó là kết hợp tâng bóng bằng ống đồng. Và sau khi đã làm tốt động tác chuyển bóng từ giữ bóng thăng bằng ở đầu gối sang chuyển sang giữ bóng thăng bằng ở gáy thì các bạn hãy bắt đầu tập chuyển bóng từ giữ gáy sang tâng bóng bằng ống đồng. Bước 1, đó là các bạn hãy giữ bóng ở trên gáy, hất lên sau đó bắt bóng lại. Sau khi các bạn đã hất bóng lên tốt bằng gáy rồi thì các bạn hãy hất bóng lên, sau đó dùng ống đồng tâng một lần, sau đó bắt bóng lại. Và cuối cùng đó, các bạn hãy tâng bóng nhiều nhất có thể trong khả năng của bạn sau khi bạn chuyển bóng từ gáy xuống tâng bóng bằng ống đồng. Trong chương trình lần này, tôi đã hướng dẫn các bạn những cách chuyển bóng từ động tác này sang động tác khác. Chúc các bạn tập luyện thật tốt và nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên hệ với chúng tôi qua facebook.com/thaobongdatv. Here we go now, baby.